will do that and all your sins. Amen. Sing to a drum, start to come. Sing to a drum, start to come. Sing to a beat, oh drum, start to come. Sing to a beat, oh drum, start to come. Sing to a drum, start to come. Sing to a drum, start to come. Bring thanks thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa trên trời. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dâng lên và hương dâng, xin Chúa hằng xu thương nâng đỡ chúng con cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dâng lên cho chúng con được hướng nhờ. Chúng con cầu xin về Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Bài đọc 1. Bài chính sách tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi những kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi trác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy, hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta. Hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người ra khỏi thuyền. Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: Đây là hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào làng mạc muôn can. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: Họ chẳng cần phải đi đâu, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: Ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: Hãy đem lại đây cho Thầy. Khi người đã chuyển cho dân chúng ngồi trên cỏ và cầm những 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, vẽ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no hê. Và người ta thu được 12 cuốc đầy những bánh bụi để đặt bàn và con trẻ. Tin mừng Chúa. Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, bài phúc âm ngày hôm nay chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyện. Thì lúc bây giờ, người cố ý rằng, bởi vì chúng ta biết rằng Ngài vừa mới nghe tin là Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu, thì cũng như thế là cái cảm tình của mỗi người chúng ta, bởi vì Gioan Tẩy Giả là anh hay em họ của Ngài, cho nên Ngài cũng buồn lắm, cho nên Ngài đã đi tìm một cái nơi vắng để cầu nguyện và để có một cái tâm tư cho chính dân mình. Nhưng dân chúng thì thấy Ngài đã làm tất cả, thì lúc bây giờ theo Ngài rất đông, cho nên cái ngày hôm đó đã tìm được cái nơi mà Ngài tới, và dân chúng nghe tin đây là một cái đấng tiên tri và rất là theo Ngài. Và chúng ta biết rằng nếu mà 5.000 người rồi cộng đàn bà con nít thì chúng ta thấy là có thể đến cả 10,000 người, rất là đông như vậy. Và cả một ngày nắng chói, và chúng ta biết ở cái bờ hồ đó thì không có thức ăn, cho nên các tông đồ thì cũng quan tâm thấy dân chúng
đi sau một ngày đói lại như vậy thì mới nói được thôi thì xin Chúa hãy gửi họ về các làng bản để mua đồ ăn đi. Nhưng mà Giê-xu năm chiếc bánh cả hai con cá. Nhưng cái dịch này thì Chúa đã bảo các con hãy cho họ ăn. Thì Chúa đã lấy chiếc bánh đó mà làm các làng để đưa cho chúng. Cái điều mà chúng ta biết rằng Chúa có thể làm rất là nhiều cách làm và Chúa có thể biến cải từ cục đất có thể nên con cái của Abraham chúng ta đã thấy. Nhưng cái điều quan trọng hôm nay chúng ta muốn anh chị em suy tư là cái lòng nhân từ của Thiên Chúa, Chúa từ chút quan tâm và đồng thời Chúa cũng muốn tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những môn đệ của Chúa thì luôn để mà rồi chúng ta dù có ít ta thấy trong cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu gia đình mà chúng ta thấy là rất là nghèo khó và tất cả họ rất là bao la với cái tình cảm của bao nhiêu gia đình dù mà sống nhưng mà khi mà thấy những người khác bị đau khổ nghèo túng hay là bị canh bệnh thì họ vẫn là quan tâm giúp đỡ. Tôi rất nhiều thấy bà già cảm kích dù chỉ đủ tiền nuôi sống cho mình thôi nhưng mà mỗi năm gửi 200 đô la về để giúp những người tàn tật ở Việt Nam, những người túng quẫn. Đấy là giống như bà già trong trung tâm chúng ta thấy bà ấy cho hết một đồng tiền tràn của bà ta, có tiền nuôi thân mình cho hết. Cho nên Chúa Giêsu ngày hôm nay muốn dạy các tín đồ một bài học là không những chúng ta phải quan tâm tới nhu cầu của người khác, đói thì cho ăn, thiếu thì cho mặc. Đồng thời chúng ta cũng phải quan tâm tới linh hồn của họ nữa để giúp họ để có thể trở nên người tốt lành con cái của Thiên Chúa. Cho nên cái bài học ngày hôm nay là chúng ta học với Chúa một cái bài học từ tâm rộng mở luôn luôn mà có thể giúp đỡ người khác được. Trong những cái chuyện mà chúng ta vừa quan sát không lâu mới gần đây, tuần trước đây cũng ngày thứ bảy và chủ nhật, chúng ta thấy rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị là cái câu chuyện mà tối hôm kia thì tôi có phỏng vấn một cái ông đó là Trần Trung Lương, ông ấy là nhà văn trình độ 60 tuổi, tức là nhà văn trải lũ, một người đã viết rất là nhiều sách, mà tôi biết rằng ông ta là người rất là đạo đức, cho nên tôi biết rằng ông ta đã tham dự rất nhiều những cuộc hội họp ở bên Toronto thì được biết chúng ta tới đó thì có phỏng vấn ông ta, thì ông ta kể lén câu chuyện là mình thầy sẽ bị nộp tấm con. Cùng một thầy thế đấy vào cái anh